Đây các bạn này, đây, quay đây, quay đây. Cái này, đây, đây là cái hoa của cái sâm nhé. Hoa cái sâm này. Thấm quá. Hoa cái sâm này, đây là cái sâm. Cuốn rồi.
đấy, ông đã đào cho mình một cổ sông đây nhá. Đây các bạn này, đây với chính thức là cái sông núi các bạn. We'll be right back.
thiên cơ. À, cá cha. Chưa đây ông rửa rồi cái sâm à? Cái sâm này ngâm rượu thôi này. Không bây giờ mẹ ăn luôn là không được. Không, để cái củ này về ngâm rượu nó lắm. Nói này. Đấy, nó lắm dễ này. Ăn chưa? Về ngâm rượu luôn rửa bình rượu. Cái này là cái công vất vả, thì sáng nay tôi leo lên cái đỉnh núi để tôi bắt cây sâm mà nha. Tí về toan. Bây giờ không, bây giờ không quan trọng mẹ gặp ấy luôn, bây giờ không được. Có gì đâu, không biết sao cô gì. À, ông bỏ đây là mương thì nướng đây nướng. Là sao? Ủa, cái này hơn 15 rồi mới được tính nhỉ. Ủa, cái này hơn 15 rồi. Nó to nhất rồi. Ồ, nếu như mà 100 năm nhá, nếu mà để mấy chục năm này nó bùa nó sẽ nhỏ đi và cái rễ nó dài ra mà trong cái bao bộ mà đào hết cả rễ rồi. Bùa cái xong người ta cười quý cái rễ mà mình đào hết cả rễ. Đào thì mất hết rễ. Xong cái củ sâm nhỏ nhỏ này mà 15 chứ tuổi, củ này nó phải tầm khoảng 5-6 năm các bạn. Ông kia con nghe đấy, ông bảo rằng là nếu càng để lâu thì nó cái củ sâm mới càng nhỏ lại à, thế à? Và cái rễ nó sẽ dài ra. À, thực ra là như vậy, mình không biết đâu. Mà thực ra mình đọc báo thì có rất nhiều cái người mà người ta đào được củ sâm hàng trăm năm đấy, thì cái củ sâm nó rất là rễ rất là dài mà nó đào rất cẩn thận luôn các bạn. Còn những loại sâm này sâm bí mấy năm hay các bạn, mấy năm. Có nghĩa là ông thuê 12 người trồng trong một tháng cái 10.000 cây sâm trên quả núi này, thì bất kỳ chỗ nào cũng có sâm các bạn. Đấy, thế phải nói là như nào, người ta đã lắm tiền, người ta còn tính xa. Đấy, mình ít tiền mình cứ sử dụng hết đi, không có cái sự tiết kiệm cả. Đấy. Không có sự tính toán sâu xa. Không có sự tính toán sâu xa nữa. Đấy. Có nghĩa là cái này thì cần một cái mấy chục năm sau mà thu hoạch thì cũng không biết bao tiền. Rất là nhiều tiền các bạn. Mấy cái này bao tiền luôn nhỉ? Ừ. Đó. Thì hôm nay cũng là ngày trải nước đi hái sâm và cũng là ngày duy nhất các bạn, không chắc khó có ngày tiếp theo để mà mình có thể đưa các bạn đi núi để xem người Hàn ta trồng sâm như nào và những cái sâm ở bên Hàn Quốc này nó như nào, và đó là ngày duy nhất các bạn. Thôi thì bây giờ gia đình mình cũng đã xuống cho mọi người nhìn củ sâm lần cuối các bạn. Đây là sâm phí đào nha. Sâm nó dễ. Nào. Và mọi người tình cảm tí. Nhà mình đó thế bà nó chưa sáng sớm mà bố bắt nè cho ăn củ sâm. Không đi về nào. Bố ăn củ sâm. Ăn củ sâm như này là nó tỉnh hết rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ kết thúc cái chuyến thăm vườn sâm của ông. Thì mình đã quay cho các bạn xem tất cả là vườn sâm ở Hàn Quốc như thế nào và những cây sâm núi ra làm sao, thì các bạn có thể hình dung được là ở Hàn Quốc ấy thì thực sự ra nói đến bây giờ mình cũng biết là có rất nhiều loại sâm. Sâm người ta trồng ở bên dưới sườn đồi đấy thì có rất là nhiều các bạn, nhưng mà cái loại sâm đó ấy, thì là chỉ là cái loại sâm mặc dù nó rất là to nhưng cái giống sâm đó là cái giống sâm khác các bạn. Mình không nói là cái chất lượng sâm đó nó có tốt hay không thì mình không biết được đâu. Nhưng mà thực sự ra nói thì người Hàn ấy, người ta thích những loại sâm như này, đó là sâm núi. Cổ rất nhỏ, rất bình thường thôi, nhưng mà cái giá trị của cái loại sâm này nó rất là đặc biệt, rất là tốt các bạn ạ. Thế cho nên là xem clip này thì mình chỉ mong rằng các bạn biết được là các loại sâm ở bên Hàn Quốc như nào thôi. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ xuống núi và xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nhé. Bye bye. Bye bye.